Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Theo quy định, cơ quan công an có quyền kiểm tra các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ về việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự. Như vậy, trong trường hợp cùng người yêu ở nhà nghỉ, nếu công an muốn kiểm tra thì làm cách nào để chứng minh mình không có hành vi mua bán dâm? Đầu tiên, cùng tìm hiểu về hành vi mua dâm, bán dâm và mức phạt theo quy định của pháp luật về những hành vi này như thế nào. Mại dâm, trong đó có bán dâm và mua dâm, là một loại tệ nạn pháp luật quy định cần phải phòng chống bởi những hệ lụy tiêu cực của nó đến đời sống xã hội. Theo pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003, khái niệm về bán dâm, mua dâm cụ thể được hiểu như sau. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Mại dâm là hành vi mua dâm và bán dâm. Về hình thức xử lý đối với người có hành vi mua dâm, Điều 22, Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người có hành vi mua dâm, từ 2 đến 5 triệu đồng với trường hợp mua dâm nhiều người cùng lúc, từ 5 đến 10 triệu đồng với người lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm. Với người bán dâm, Điều 23 nghị định trên quy định về xử phạt như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm và từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nếu bán dâm cho nhiều người cùng lúc. Riêng đối với trường hợp mua dâm người chưa thành niên, mua bán dâm để cố tình lây nhiễm HIV cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc chứng minh không mua bán dâm khi vào nhà nghỉ ra sao? Trong thực tế, nhà nghỉ là nơi thường diễn ra hoạt động mua dâm, bán dâm phổ biến. Do đó, cơ quan công an địa phương luôn tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các nhà nghỉ trên địa bàn. Theo Điều 44, Nghị định 96 năm 2016 của Chính phủ, khi vào nhà nghỉ nói riêng và các cơ sở lưu trú khác nói chung, cần phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây để kiểm tra. Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú đối với người nước ngoài và các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp. Nếu khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm công an quản lý địa bàn. Tuy nhiên, nếu gặp phải trường hợp bạn vào nhà nghỉ cùng người yêu mà công an đến kiểm tra nhà nghỉ, thì bạn có thể chứng minh việc mình không mua bán dâm bằng cách khai báo đã xuất trình giấy tờ tùy thân cho lễ tân, quản lý nhà nghỉ, đồng thời đưa ra các chứng cứ khác để chứng minh mối quan hệ của mình với người yêu như họ tên, nghề nghiệp, quê quán, nơi ở của nhau. Vừa rồi là tư vấn của Luật Việt Nam cho tình huống cùng người yêu vào nhà nghỉ nhưng bị công an kiểm tra. Đây là một tình huống tế nhị nhưng khá phổ biến trong thực tế. Do đó, bạn cần nắm rõ các quy định trên của pháp luật để giải quyết linh hoạt tình huống này, tránh rắc rối phiền phức. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luậtvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!